vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào anh em. Thì ở clip này mình sẽ trình bày cho anh em đó là tất cả các tướng đó tăng giảm sức mạnh ở mua 16 mới nhất. Còn về phần trang bị ngọc và phù hiệu thì trong các clip ở mua 16 thì mình đã làm. Thì nếu anh em cảm thấy clip này hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như là một chia sẻ. Cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Đầu tiên đó là mình xin nói tới đó là vị trí Guido. Guido thì một chất tướng hot pick ở thời điểm hiện tại. Thì về chỉ số cơ bản thì nó sẽ bị giảm nhé. Máu tăng theo mỗi cấp 417 thì bây giờ chỉ còn đó là 380. Giáp thì 32 thì bây giờ chỉ còn 29. Và đặc biệt đó là sự thay đổi chiêu cuối. Thì anh em có thể thấy thì hiện tại thì Guido khi mà ulti thì cho dù anh em có lên dây kiến cương kháng hiệu ứng đi chăng nữa thì vẫn bị dính đỡ luôn, không thể thoát ra được. Thì nó sẽ sự thay đổi đó, nó sẽ mất cái hiệu ứng đó nhá, và nó trở lại bình thường. Đó là khi anh em lên dây hiệu ứng thì vẫn đó là co quay được. Và những bạn đó là fan Guido thì chắc có lẽ là đáng buồn một xíu. Tiếp đến là vị tướng Carissa. Và Carissa mình tin chắc rằng bản cập nhật tiếp theo đấy ở mùa 16 thì nó sẽ trở thành là một vị tướng hot pick, bởi vì nó tăng sức mạnh rất chỉ là nhiều anh em ạ. Thứ nhất đó là về bướm ảo thì anh em có thể thấy nó tăng sát thương rất chỉ là nhiều, từ 600, từ 460 lên đó là 500, tăng theo cấp tướng. Chiếu bảo lá thì lại giảm thời gian hồi chiếu từ 13 giây trở xuống đó là chỉ còn 10 giây theo cấp. Còn về mưa sáu bắn thì nó tăng sát thương từ 250 lên đến đó là 275, tăng theo cấp tướng luôn anh em ạ. Cực kỳ là mạnh luôn, chiếu nào cũng tăng cả. Qua đó thì mình tin chắc rằng bản cập nhật tiếp theo thì người người Carissa, nhà nhà Carissa. Tiếp đến đó là Viera, một vị tướng anh em sử dụng rất chỉ là nhiều, bởi cái khả năng đó là không sợ sát thủ của nó. Bộ combo của Viera thì tiêu diệt đơn mục tiêu cực kỳ là tốt. Thì ở mùa 16 liệu nó tăng hay giảm thì mình nói rằng đó là Viera ở mùa 16 bản cập nhật tiếp theo nó sẽ tăng nhanh lắm. Là cái thời gian hồi chiếu của chiêu 2 thì nó sẽ giảm từ 12 xuống chỉ còn 10 giây. Nói chung anh em sẽ hôn gió mệt nghỉ luôn anh em ạ. Và bây giờ thì đã mạnh thì lại còn mạnh hơn nữa anh em ạ. Nói chung Viera thì rất chỉ là đáng chơi ở bản cập nhật tiếp theo ấy. Bản cập nhật này thì nói chung những vị tướng pháp sư được tăng sức mạnh rất chỉ là nhiều anh em ạ. Ok, thì tăng pháp sư nhiều rồi thì cũng phải tăng cho đỡ đòn chứ anh em. Một vị đỡ đòn quốc dẫn được tăng sức mạnh đó là Toro. Về chiêu thức đó là Minh Đông Giá Thắt Nội Tài ấy. Minh Đông Giá Sắt Nội Tài thì nội tài miễn thương đó là 20%. Thì bây giờ đó tăng lên 25%. Anh em cứ tưởng tượng 25% miễn thương. Cực kỳ là ghê luôn. Về giữ chấn thì lá chắn thì nó cũng được tăng lên anh em ạ. Cộng thêm đó 8% máu tối đa. Quá là khủng khiếp. Mùa 6 thì bò tố rồi phải gọi là cực kỳ là trấu bò luôn. Ok. Mùa 6 thì chắc có lẽ là bò tô rối chỉ sờ rằng những vị tướng sát thương chuẩn thôi. Còn mà về giai đoạn late game, gặp mà ví dụ như Văn Hến này, rồi ví dụ như những vị tướng khác hoặc là đấu sĩ thì chắc có lẽ đánh cả buổi bò tô rối cũng không mất máu luôn anh em ạ. Tiếp đến đó là quái vật Omen. Mạnh quá thì cũng phải giảm thôi, bởi vì Omen thời điểm hiện tại quá là mạnh. Thì nó sẽ bị thay đổi như thế nào? Đó là chỉ số cơ bản thì tốc đánh trên mỗi cấp tướng thì từ 4% bây giờ chỉ còn 3% nữa. Và chiếu sát khí thì kích hoạt nội tài ấy thì nói chung nó cũng bị giảm nha anh em, giảm theo đó là phần trăm tốc đánh. Cũng như đó là giảm, đó là tốc chạy. Thì giảm là cũng đúng thôi. Chứ thực sự Omen đi mà nó nhột phát nào là lên bảng điểm số phát đó ấy. Cực kỳ là mạnh luôn. Ok, tiếp theo đó là cô nàng Tara. Cô nàng nhưng mà tung cây búa thì phải gọi là to cha bà luôn anh em ạ. Cô nàng cũng được thay đổi rất chỉ là nhiều sau khi đó là chiêu cuối.
thì giảm cái khả năng hồi phục nhưng mà lại tăng, đó là khả năng chống chịu. Qua đó thì ta ra cũng được coi là một vị tướng tăng sức mạnh. Nói chung cái khả năng chống chịu của ta ra sẽ bá đạo hơn sau khi đó là những món đồ đó đã giảm hồi máu. Được sử dụng rất chỉ là nhiều thì bây giờ ta ra được tăng thêm đó là đồ chống chịu, chứ không phải là tăng khả năng hồi phục máu đến từ chiêu cuối. Nên là ta ra cũng rất chỉ là mạnh ở thời điểm hiện tại và một vị tướng khá là đáng chơi. Thì bản cập nhật tiếp theo thì ta ra lại được tăng sức mạnh nữa. Đó là cái chiêu cuối từ 5 giây thì bây giờ anh em sẽ kích hoạt được đó là 6 giây và tăng theo cấp. Tiếp đến đó là một vị tướng sát thủ. Thực sự thì Narok quay trở lại cực kỳ là mạnh mẽ bởi cái lượng đám cực kỳ rất tốt, khả năng cơ động. Thì bây giờ thì chắc chắn khi mà anh em thấy mạnh rồi thì sẽ bị giảm thôi, đó là điều đương nhiên, vị tướng nào cũng vậy. Đó là nó sẽ bị giảm ở chỉ số cơ bản, đó là tốc đánh trên mỗi cấp đó là 3%, bây giờ chỉ còn đó là 2% nữa. Và chiếu thức đó là thẩm phán oai nghiêm. Thì tốc đánh sau khi tung chiếu đó là 50%, thì bây giờ sau khi đó là cập nhật tiếp theo thì nó chỉ còn đó là 40% nữa. Qua đó thì nói chúng cũng giảm sức mạnh khá khá của vị tướng ná này. Thì liệu nó có hot pick ở bản cập nhật tiếp theo hay không thì anh em cùng đó là theo dõi. Vị tướng được tăng sức mạnh nữa trở lại đó là Kera anh em ạ. Một vị sát thủ sát thương phép cũng cực kỳ lợi hại. Thì nó sẽ được tăng, đó là vừa tăng sát thương ở ác mộng ảo ảnh và truy sát thì tăng tốc, đó là từ 30-50%. Thì bản cập nhật tiếp theo nó sẽ tăng tốc lên, đó là cố định 50%. Về quý len thì cũng được tăng sức mạnh, đó là sát lượt thương lên quái rừng thì chỉ mang tối đá nhất đó là 1.500, thì bây giờ tăng lên 2.000, qua đó thì giúp anh em farm nhanh hơn. Và chiêu 1 thì chém đối tăng công vật lý từ 0.38 lên đó là 0.45. Nói chung thì bây giờ xạ thủ cũng khá là e ngại, đó là quý lẻ này. Lúng búa, một vị đó là trợ thủ. Ở trong rank thì khá là ít chơi, nhưng mà trong đấu giải thì được sử dụng rất chỉ là nhiều. Về lúng búa thì nói chúng có sự thay đổi như sau. Hất tung thì 0.5 giây thì bây giờ hất tung được đó là 0.75 giây. Thời gian hồi chiếu thì cũng giảm. Làm chậm thì từ 40-50%. Nói chung thì lúng búa cũng tăng sức mạnh khá khá ấy. Anh em sử dụng lúng búa DFP trợ thủ cũng rất chết tốt. Về Enzo thì có sự thay đổi như thế nào? Đó là chỉ số cơ bản tốc chạy thì sẽ bị giảm nhé. Từ 380 thì bây giờ chỉ còn đó là 370. Còn về sát thương ở chiêu thức cấu hồn thì 300. Đó là cộng 60 theo cấp tướng thì bây giờ 300. Đó là cộng 40 theo cấp tướng. Về hành huyết thì 400 cộng 200 thì bây giờ là 350 cộng 175. Thì nói chung đó là bị giảm khá khá. Mình thấy là không phải giảm khá khá mà giảm rất chỉ là mạnh ngay. Những phán của Enzo và Trần Đức Bò thì rất chỉ là buồn. Tiếp đến đó là Quý Ý, một vị tướng đi ở Lenta thân rất chỉ là tốt. Quý Ý thì được tăng sức mạnh, đó là về chiếu thức trúi tính trưởng thì tầm từ 4.5m thì bây giờ tăng lên được 5m. Và hào nhiễn trưởng thì bây giờ đó là 4.5m thì cũng tăng lên đó là 5m. Nói chung thì cũng tăng sức mạnh một xíu. Ok, thì trên đây đó là những vị tướng tăng giảm sức mạnh ở thời điểm hiện tại. Thì không biết là các bạn ưa thích đó là vị tướng nào, liệu có buồn hay là vui. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Thì chúc anh em đó là có mua 16 leo rank thật là thành công và vui vẻ. Bye bye.